ăn ăn cơm chay dịu giác xong rồi gửi chiếc xe đó để đi qua cái chùa này một tí ha, chùa dịu giác ha. Mình thấy có cái nhà nuôi dạy trẻ mồ côi, mình đi vô đây mình xem thử ra. Của nhà chùa luôn. Có cửa đi qua chùa luôn. Đi qua chùa đi. Đó giống như trường học của ha. Ồ chú mẹ. Chó sủa. Đừng nó kìa. Chưa bước chân vô chùa mà chó sủa quá thì sủa. Hai giờ 20 rồi. Chó sủa kìa. Đi đây không? Chưa, không có ai hết, mình vô chó sủa biết thiệt. Không có xe dựng kìa, không có chứ bộ ba lét nữa. Chó mập ú rồi cưng quá. Rồi xung nó trái nè. Rồi sung trái nữa nè, trái nhỏ xíu à mà chín ha, chín đỏ luôn ha. Cốc nữa nè. Rau thơm nè. Sao này ta hay bán chung với rau thơm nè. Sao cái cọng này nó đen quá vậy ta. Môn hết rồi. Cái lá hình như cái lá bỏ nó lớp kìa. Ôi cái rau để quá trời. Vậy là nấu nhiều lắm á. Đây là phân xanh đó. Này giống cái bơ. Khế có trái nữa kìa, khế màu xanh.
Thôi mình đi ra ha. Chó nó sủa, chó nó sủa dữ quá. Nói chung là cũng khá là nghe nghe. Ni sư rồi, chùa là chùa Ni ha. Cái cây môn gì mà nó mới phải cây môn không à, mà nó thân của nó này, cái này chắc trồng lâu đời lắm nè, nó mới có cái thân cao gì nè, chứ thường cái bụi của nó không có cái thân khúc khúc gì đâu, trồng lâu lắm á. Thằng lằn đâu rồi? Mới thấy nó chạy mất tiêu rồi. Thịt sùng rồi chứ, thịt sùng rồi chứ, thịt sùng. Đào hố là nguy hiểm lắm thôi. Hắc thì băng. Ở phía ngoài nhìn vô mà. Đây bình bát dây nè. Dây bình bát á, trái bình bát á, mà cái bình bát dây á nó màu đỏ đỏ đây nè, nè có trái nè, nè sống nó vậy chứ mà chín là nó đỏ chét rồi à. Nè nè, nè hai trái nó chắc hư mà nè, ăn cái hộp nó như hộp dưa mình á, ruột nó như hộp dưa vậy đó, nó không ngon đâu. Đây nè có trái chín nè. Bình bát dây chín nè, cái nhí nhí quá trời, hái trái bình bát dây chín nè, nè nó chín nó vậy nè, cái này là mới chín tới à, chưa có được chín luôn á, nó mà chín nữa là nó đỏ chót luôn á. Đọt non của nó luộc ăn cũng được, chung mà phơi khô làm thuốc hay gì cũng được. Này mới tỉa cây đó, mới tỉa cây xuống này gỗ. Cưa nè, cưa nó với cái dao sao mà chặt nổi, nó thân gỗ vậy là còn nhỏ đó, gặp mấy cái thân bự thù lù thì nặng lắm. Cưa ra nè để ha, để mở mở cái này ra nè, nó chín rồi. Nè nó chín nó vậy nè, hộp không vậy nè. Ăn nó không có ngon nha. Nó lạc nhắt à. Màu đẹp thì như lạc nhắt à. Hộp không à. Nó y như cái ruột của nó y như là cái trái dưa leo mình á. Nó chín nó có hộp dài dài. Thôi đi qua lấy cái xe đi tiếp, may tới nơi rồi. Nhà nuôi dạy trẻ tính đi vô mà không thấy đông đúc quá, để chưa cho người ta yên tĩnh. Bên kia đường có chuỗi rửa xe thông minh rồi.
Chỗ rửa xe thông minh là nó có cái hệ thống tự rửa gì á. Ủa mà sao đó không thấy máy móc gì, thấy người rửa không mà thông minh gì trời. Thì thường mấy chỗ thông minh là chỉ cần đem vô là nó tự rửa. Nó tự rửa xong rồi mình chỉ ra mình lau lại thôi, chứ còn cái này là đứng mà là xịt xịt bên kia như rửa luôn mà đâu có thông minh gì đâu. Này chắc con bé học trong đó học kệ kệ một coi đi ra từ trong đó ra. Trời, thầy dừng video này ha.